Tại đối thoại, hai bên nhận định quan hệ quốc phòng Việt Nam-Italia còn nhiều dư địa, thống nhất định hướng tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có nhu cầu và thế mạnh. Trong đó tập trung vào trao đổi đoàn các cấp, đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ sĩ quan, hợp tác công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm lưỡng dụng, thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, hợp tác an ninh mạng. Quốc vụ Khanh Quốc phòng Italia nhấn mạnh, Italia sẵn sàng hỗ trợ nâng cao năng lực cho quân đội nhân dân Việt Nam, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương thiết thực hiệu quả. Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, nhấn mạnh việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, trong đó có an ninh biển, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc và Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Trước đó, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã đến chào xã giao ngài Guido Crosento, Bộ trưởng Quốc phòng Italia. Hai bên nhất trí giao cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng hai nước nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cơ sở pháp lý hợp tác quốc phòng song phương nói chung, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh và an ninh mạng.